em còn cái chỗ nào để anh gửi cô em gái dễ thương của anh vô được không? Thôi bỏ đi em thì không hợp với cái dòng nhạc quá tin như vậy. Cái giờ baby baby là không hợp với em đâu anh ạ. Tới tuổi em là chỉ có baby baby baby. Không biết là hai bạn có những cái trải nghiệm nào với cái những câu chuyện về giác quan thứ 6 không? Thật ra là rất nhiều đó, rất nhiều. Em nghĩ là con gái là auto có giác quan thứ 6 hết trơn á. Đặc biệt là khi ghen trong tình yêu này nọ là giác quan phải nói là dữ dội tuôn trào luôn đó. Ví dụ như là các bạn người yêu của em mà nhắn tin cho em chỉ trễ cho tầm 15 giây. 15 giây? Nghĩa là chỉ có 15 giây thôi, nhưng trong 15 giây đó em nghĩ phải có cái gì đó xảy ra. Và khi mà em tìm ra thì em thấy là có cái gì đó. Em thật ra là cũng giống em Ma. Có thể là không phải là trong 15 giây mà là khi mà người ta bất giác nói ra một câu nói gì đấy. Hay là người ta bỗng dưng im lặng trong một khoảng thời gian. Tự nhiên mình cảm thấy là hình như có cái gì nó không ổn. Sai. Nhưng mà bọn em nghĩ là hai đứa đều có giác quan thứ 6 cũng khá là tốt. Thử thách đầu tiên được mang tên là xuyên thấu. Rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ được gặp gỡ ba chàng trai đẹp trai, cao to, cẩm. Ê, bên này bự con quá nha, số 3 bự lắm nha. Cũng ok. Ok, thế nào là ok? Tươi xanh chị. Tươi xanh. Cái từ tươi xanh thì nó thường dành cho món ăn. Có vẻ như em Ma đang muốn ăn, ăn, ăn. Đâu, đâu, đâu. Ý là trong kiểu mấy cái màu xanh của cái đèn nhìn nó tươi xanh, nó mát mắt đó chị. Chứ không phải là ăn uống gì ở đây, em ăn no ở nhà. Em hãy nói thiệt đi. Em nói thiệt chứ bộ. Em nói thiệt chứ bộ. Chị đang mở rất là to. Thấy chưa? Nhưng mà không sao em ạ, có sao mình cứ thể hiện thôi. Yes. Và anh xin nhắc là chương trình chúng ta không phải chương trình hẹn hò nhé.